Hello my friend, what am I saying? I'm wasting time. Yeah, let's play a movie today. First, let's get a stranger. Ok. Mình sẽ vào nhà ông hàng xóm nha bạn. Ông đang ở dưới phòng khách. Careful. À, ông đang lên lầu nè. Giờ mình sẽ vô nhà bếp của ông hàng xóm. Cẩn thận coi cho ông thấy nha. Để ông đi lên cái này. Phù hợp rồi, vô được rồi. Mở tủ lạnh coi có gì nè. Phô mai. Rồi mình sẽ lấy cái mảnh phô mai này mình bỏ vô cái ly cà phê của ông. Bỏ vô cái ly này nè mày. Yeah. Okay, find something to unlock the door. Rồi mình sẽ ra ngoài nè. Let's go. Ra ngoài thôi. Chờ ông lại uống cà phê mày. Vút di chuyển hơi chậm thôi. Nhanh rồi nó bạn. Mình sẽ lấy cái búa nè. Mình búa không trầy màn hình luôn. Rồi, ông xuống rồi các bạn. Oh no no no. Tôi chờ ông thấy mình. Sao ông đóng cửa kỹ quá. Lấy nữa ông sẽ vô cái phòng này đúng không ta? Lấy ông sẽ vô phòng này. Mình lấy đôi giày trước nha. Đây có gì nữa không? Rồi. Xem lên. Oh yeah, rồi. That was a close one. Cổ bị đóng rồi. Wait till I get my hands on you, boy. Di chuyển khó khăn quá. Rồi chuẩn bị nè, đi vô nhà ổng nè. Cẩn thận coi chừng ổng thấy vậy. Rồi, ông sẽ vô cái nhà cái phòng này nè. Please play. Ông đang đi vô rồi. Vô thôi, vô. Yeah, rồi. Nhảy. Di chuyển khó quá. This brings me so much peace. Rồi, ông đang vô ông tắm. I need to stay strong. Here you go, for bed now. Okay, mình lấy cái chìa khóa nè. Rồi, let's go. Giờ còn cái sợi dây nữa. Sợi dây ở đâu nè? Okay, go, 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 go. Ah, my pretties. Ở phòng này, oh no, phòng này có khóa hả? Được. Phòng này là phòng nào đây? Phòng gấu nè. Cho đeo vô. Rồi, find something to make the check. Oh no, con chó ông đang đi lên đó bạn. Đi kiếm sợi dây. Sợi dây ở đây. Rồi, mở cửa nè. Sợi dây ở bên đây nè. Ok, rồi, level complete rồi. Oh, sợi dây đâu? Ai dây đây, dây thần đây. Rồi, lấy. Ra ngoài. Oh no, nãy mở nhầm chìa khóa rồi. Rồi, run before. Stranger come. Rồi, let's go nha. Level complete. Good. Cô này có khóa có mở được không? Go now. Rồi, thoát ra bằng được cửa sổ nè. Rồi, đi xuống. Ông đang đi vào nhà nè. Ông đi tới phòng khách rồi. Nhảy xuống. Di chuyển khó khăn quá. Rồi ok, level complete. Let's see what's happened. Đây là búa. Xe ông. Mình chọc cái xe của ông. Nó báo động rồi mà. Rồi, yeah. Oh no, cái gì vậy? Oh no, 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 no. Phá nhầm ổ khóa rồi. Rồi, next game, please.
Và chơi tiếp theo Hikram Racing. Hồi nãy là mình phải mở cái ổ cửa chính. Rồi, chọn một cái xe thôi. Xe nào đây? Quick you line. Rồi, xe này đi. Rồi, chọn stack nè. Motain đi. 850, mua luôn. Rồi, let's go. Wow, level 1, risk 200m. Wow, cái xe chạy nhanh ghê bạn. Siêu xe. Chạy đúng nhanh luôn. Có điều đồ này không được phù hợp lắm ha. Xe này gầm thấp, đường thì nhấp nhô, hơi khó chạy một tí. Rồi, level mấy rồi? Được 400m rồi. Qua, wow. Oh no, khá dễ dàng ha. Đồ này mình sẽ chạy chiếc gầm cao hơn. Rồi, 500m rồi, wow. Rồi xong, bị kẹt rồi bạn ơi. Rồi, qua. Xe này gầm thấp quá, khó chạy quá. Oh no 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 no. Rồi, ok, lên. Chiếc xe này không phù hợp với địa hình này lắm. May là nhờ cái động cơ khỏe nên qua được. Rồi, qua nè. 667, 670. Lên. Wow, núi cao quá bạn. Lên, level 300m. Rồi, ok. Next game, please. Oh, mình mới đảo. Đảo một vòng luôn. Rồi, ok. Treo rồi. Next game. Hill of Steel. Trò chơi của Super Plus. Rồi, let's go. Chọn cái gì đây? Super Buster. Super Buster đi rồi. Rồi, let's go. Wow, mình còn khủng long siêu bự. Siêu boss. Yeah. Rồi. Wow. Hụt rồi. Oh, wow. Sức công phá quá mạnh luôn mày. Xa tới mà cũng dính luôn. Wow, con khủng long siêu mạnh. Rồi, còn bạn nào nữa không? Yeah. Wow. Tiếp tục, let's go. Wow, còn một bạn này đang tiến tới nè. Rồi, boom. Wow, một bạn đang nữa đang tới à. Rồi, chuẩn bị, boom. Bấm. Yeah. Dính chính xác luôn. Rồi, tiếp tục chạy. Choose your ability. More heal. Extra booster tiếp luôn. Go. Go, 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 go. Bấm. Wow, học rồi. No. Tiếp tục di chuyển thôi. Học rồi. Học phí mà. Tiếp tục nha. Mấy bạn kia bay qua ngang rồi, không có bay lại hả? Qua đây. Yeah, ok, boss đây. Rồi, boss tới rồi. Rồi, giữ khoảng cách thôi. Lùi lại. Wow, bạn này chạy nhanh với đây. Rồi, thua rồi. No. Yeah. Ok, win. Boss defeat. Rồi, next game please, trò chơi tiếp theo. Talking Tom Hero Dash. Ok, let's go.
Go 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 go. Thôi, speed up luôn. Yeah yeah yeah. Bum rồi. Bum yeah. Nhanh rồi. Cảm ơn bạn Ginger nha. Con let go all the way. Run as fast as you can. Rồi, save the world. Lật. Lật, yeah. Good. Con let go. Qua phải nha. Yeah, siêu năng lực. Bum bum bum. Lên. Good. Rồi, qua trái. Oh no no, yeah, may quá. Qua tiếp tục. Rồi, qua trái nè. Yeah, cách thay sport 200 điểm nữa thôi. Bum. Oh no 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 no. Nhanh quá. Không rồi. Rồi. Game over. Next game please. Trò chơi tiếp theo. Play around. Rồi, level 12 nè. Collect same color layer. Green now. Collect gold on the way. Rồi, blue. Qua trái nha. Rồi, purple. Qua trái, good. Qua phải nè. Collect gold and collect collect same color layer. Ok, yellow now. Collect gold, good. Dark yellow nè. Green. Wow. So big. 6x rồi, 7x, 8x, 9x rồi. Bonus. Good. Rồi. 10x. Ok, next game please. Trò chơi tiếp theo, short class. Rồi, level 160. Collect white solid on the white. Avoid stucco. We are yellow. Ok. Opponent team is red. Wonderful. Avoid obstacle. Avoid. Oh no 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 no! I lose my team leader. Thua rồi. Alexei Kondratiev. Rồi. Good. Victory. Phần thủ là 80.000 xu. Next game please, trò chơi tiếp theo. Fast to fit. Rồi, swipe to play. Thu thập những quả dưa chuột như dưa leo nha bạn. Rồi, nhảy nè. Good. Nhảy, nhảy. Yeah, ok. Oh no, đánh những cái bánh hamburger ra. Chỉ ăn những quả dưa thôi. Quả dưa nè. Good. Oh yeah, yoga good for you and good for me. Keep balance. Oh no. No. Thôi rồi. Too heavy. Rồi, next game đi. Chạy tiếp theo golden ball. Trò chơi của Supersonic nha. Rồi. Collect gold on the way. We are controlling football. Oh no. Bị văng ra. Sorry. Careful. Lên. Qua phải nè. Rồi, lên. Oh no. Not good. Try again. Jump. Wow, sao yếu vậy? Rồi, thử lại bạn. Rồi, max speed. Ôi, sao thế nhỉ? Không hiểu luôn. Mình cũng không hiểu nổi. Rồi, thử lại nha. Max speed, lên. Thôi, thua. Cái chỗ này nó bị gì á. Rồi, lên, may quá. Rồi, new world nè. Wow, cái tòa nhà khá đẹp ha.
Nghe bạn mới update này không biết thành phố nào đây bạn. Nó đẹp. Rồi. Wow, lên đường ray luôn. Nhảy phát lên đường ray luôn hay ha. Đây không biết nước nào đây. Which country? Rồi, checkpoint nè. Nhảy. Yeah, đã xuyên qua bức tường. Rồi. Xuống cái máng trượt nè. Rồi, về lại với level chính nè. Oh no. Nhiều trap quá. Careful, qua. Xuống cái là qua liền. Rồi, đi nhanh qua luôn rồi. Rồi. Trở về level. Oh no no no. Rồi, tiếp tục. Xuống nè. Rồi, xong đi level.